Chào các bác cô chú chị nhé. Buổi sáng chủ nhật thì ông anh có gửi cái cây rừng rành, chú làm giúp anh cây này cho nó ra hồn tí, nhưng mà thực tế ra là cây này thì nó chưa có đất diễn mấy. Cái cây này ông anh mua của ông Lập ở chợ này. Cây rành rành thì cốt nó rất to quá nhé. Tuy nhiên nó cũng chưa có gì đặc biệt lắm, nó thực trực rồi. Và ngày xưa nó là một cây bóng thôi, cây bóng thôi. Thì bây giờ cơ bản thu ngắn lại thì nó vẫn chỉ là một cây bóng thôi. Cơ bản là sau sẽ chơi như cái mâm xôi ấy, chơi hoa, chơi quả thôi. Chứ nghệ thuật thì cũng làm được, nhưng mà nó không được như ý cho nó. Theo tôi là như vậy. Đấy, thì các bác xem và tôi cũng sẽ lược sơ cây này để gọn gàng tí, để sau giật những cái mầm quan trọng lên thôi. Chứ còn chưa làm được gì cái này. Thì các bác xem và cũng góp ý cùng luôn nhé. Đây, còn rành rành. Mua mấy triệu bạc chứ không có rẻ đâu. Đấy. Đây đang có quả. Hôm trước chắc ông anh cắt hết đi rồi. Ông anh để mua nhiều cây quá về nhà chật. Ông em thì lại không có tiền mà mê cây thì... Ông anh tạo điều kiện vừa được làm vừa được chơi. Gọi là gửi cây mà đó. Hình dành. Hình dành 3 thân. 3 cái nhánh lên thì đúng rồi. Đây, mặt này chắc là ổn hết cả. Mặt này nhìn thấy một chút xíu bệ ổn hơn cả. Thực tế nó cũng ngoài tráng đấy. Bây giờ là lọc mầm và lại làm gọn gàng lại cho bác ấy tí cho anh các bác nhé. Vẫn cái bài quen thuộc là lọc hết lá thì quá đón cái lượt sức sông mới. Chơi về à?
Đấy. Đấy, cơ bản như vậy chứ không có mà dây và giết được các bạn. Này các bạn xem nhé. Đấy, về cơ bản là tinh thần của cây này vẫn giữ nguyên cái form này. Có điều là bỏ đi những cái mầm không cần thiết. Và trước đây người ta cũng vào dây cứ lằng ngoằng như run như dế, tôi không thích cái kiểu này. Đấy, thì thu và cắt bỏ những cái tay mà nó không cần thiết và nó gây rối rắm. Và để thu ngắn cái dăm lại để sau giật lên những cái bông nó ngon lành, sau một cái lứa mầm lên nó sẽ dày và nó đầy hơn các bạn ạ. Anh Tuấn ạ, đấy thì em cắt này thì cũng đừng sốt ruột nhé, nên dành nó rất nhanh ạ. Cơ bản thì cái ngọn kia phải cắt đi, ngọn phải cắt tiếp đi, nhưng mà cây này nó không yêu cầu kỹ thuật cao lắm, vẫn giữ nguyên cái bóng là như vậy thôi. Thì cũng chỉ như là tinh thần cũng sẽ như này, và muốn đẹp hơn nữa thì cũng chưa chưa thể nào mà đẹp ngay được. Đấy, các bạn. Thực tế mà nói là cái cốt này nó khá là hay. Khá là hay. Này các bạn, tổng thể nó sẽ như thế này, vẫn là một cái mâm xôi thôi, nhưng mà làm sao chưa, chi cành nó mạch lạc, vẫn cái câu mạch lạc các bạn, không cái này nó đè lên cái kia, nó nhìn nó sẽ rất là thiếu chuyên nghiệp và rối mắt. Tất nhiên em chỉ có một vài bước để cắt đi thôi, nhưng mà thực tế mà nói thì kỹ thuật của mình thì cũng không có cái gì để bàn, có nghĩa là không lắm sừng hồ với ai, dám dám dạy ai cái gì cả, nhưng mà cơ bản là sẽ như thế. Còn các cao nhân nào mà có cái cao kiến gì hay hơn thì cứ góp ý cho cây của anh Tuấn nhé. Thực tế mà nói thì cây cảnh nó cũng vô vàn, mỗi người một phong cách, và cái nhiều khi mà mình làm một cây này mình ngồi đàn đạo với các bác thì nó sẽ ra nhiều ý tưởng hay hơn. Lại đi à? Đấy, dành dành. Rồi, khá là rụt rịt rồi. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi nha.